Mình đi với Minh anh em. Nãy anh Minh điện vô, anh Minh bắn rất diêm gì nè. Đi. Ê, tôi hú. Á ghê trời. Trời ơi, tôi hú nè anh em. Nó bự anh em ơi. Nó hung dữ luôn anh em ơi. Con heo anh em. Nay mình đang đi săn gặp sầu cao với lóc anh em. Này sầu cao với lóc nè. Đây rồi, phú chuyện với lóc anh em. Á, tôi hú luôn trời. Ồ, tôi hú nó bự kìa trời. Ngay ngược luôn mà còn sống. Con này nó không dữ vậy. Tôi hú này nè. Cọ luôn. Đây nhiều tôi hú á. Lại vui nó nhóc không không? Mệt quá anh em ơi, nãy mình bị té sình. Chưa nghe chị. Chị bắn cò lép này nè. Đứng đây nè, cò lép này nè. Kẻ giò kìa. Kẻ giò bay rồi. Kìa. Trong bụi tre kìa. Đầu đó kìa nè. Chuyện bắn nè. Chuyện này nè, tôi hú nè. Tôi hú này nè, chuyện bắn. Giật. À, hay quá. Này chuyện nghe anh em. Ý. Ê. Lai quá. Mấy chục mét luôn anh em ơi. Thú bự lắm. Lụm lên chị. Con này chắc kệ đó. Mình thấy máu thì sợ quá anh em. Đấy. Trời bắn cái gì vậy? Ngày đầu nè anh em. Này chuyện bắn nè. Nó mập anh em ơi. Qua đã. Đừng còn nè. Đi sớm giờ nè anh em ơi. Này, chuyện nè. Sớm giờ bắn nhiêu đây mà quay được có con pha con chuyện bắn này mình bắn. Anh em có coi video thì qua kênh mình nha. Mình quay được có con pha. Để vậy nhỡ cho thẳng ra trời. Không được 4 con hú ha. Cái nhỡ rồi nó thẳng ra. Giờ anh em tôi xem nhổ lông anh em. Mình cũng đang làm bị lóc nè anh em. Mình bắn quay hết luôn, còn mình quay được con pha chuyện bắn này. Nhiều đây cũng được ký mấy không? Okay. Ký à. Giờ mình nói dầm dành nhổ lông đi rồi hồi cái mình kiếm chỗ nào mình nướng. Rồi, nhổ lông. Rồi anh em mình nhổ lông anh em ơi. Nhổ lông chim xong rồi nè. Mấy anh em mình đang nướng nghe anh em. Đố này con này gì? Nè anh em, đố này con này gì? Nó mập. Con này chắc nó dành ăn hết trái cây luôn rồi. Thôi múc nước tứ mới được thôi. Không nè, nó chảy mỡ nè. Mấy ngày mình làm giả ngoại luôn. Trời ơi nó mập rồi nè. Nó chảy mỡ lăn lứt luôn anh em ơi. Con này con gì vậy trời. Kìa có cây kìa, xuống đó mổ luôn. Nó thơm phức luôn. Thơm như mứt nè. Nghe mùi thơm luôn anh em. Này con cua nhí, trâu tảo. Đây hai con trâu hú. Rồi, làm thịt nó đi, làm thịt nó đi. Anh em mình mới bằng xong rồi, tập trung ở đây chuẩn bị ăn dã ngoại luôn anh em ơi. Cái này chủ nhật thì vui thôi. Này là hẳn coi tấm hình kìa, tấm hình nó đẹp vừa gì. Mấy này mình xuống ruộng. Nãy có ghé chợ mua rồi. Ốp sà tế luôn, nướng dưới đồng ruộng luôn nghe anh em. Đó, nhìn quá đã luôn. Gần chín rồi, chút nó lên này mình chụp hình này. Thốt nốt ấy sao ta? Thốt nốt bẻ xuống uống nước ta, cá nước này. Thốt nốt sầu leo. Nướng gần chín nghe anh em. Anh em nhìn mình ốp cái này là xá xíu nè, nãy ghé chợ mua bịch xá xíu. Ốp một cái tới tan lan bán ngang luôn. Cua nhí nè, chào chảo này, tô hú nè. Con còn tô hú nó tơ nữa. Hú tơ xé cái vỏ nó ra nghe anh em. Nhìn. Nó ngon cỡ này thật chịu nổi. Mấy em mình lâu lâu làm được lần dã ngoại. Đói hết trơn rồi, ai cũng đói hết trơn à. Thấy cái này nướng ngon quá quay cho anh em coi. Thấy không? Sướng không? Nhìn cái này ăn sao chịu nổi. Tới luôn em ơi. Nó đang ăn mà. Đang kìa chuyển. Kìa ức chuyển. Chuyện bọn tú này anh em. Rớt, đường nào sống được. Cái nó chuyện. Thêm còn nữa anh em ơi. À nên mình bắn. Bên này ức nè, bài giờ. Rớt. Chết mẹ rồi. Rồi sao đây? Để em. Hai tôi hú luôn nghe anh em. Ăn thú anh em ơi. Nó đau em mình. À! Mất dép anh em ơi. Mất dép rồi. Mất dép rồi. Cái nào. Đây nè. Ê còn sống. Dính này. Chụp hình. Phản quá nè. Còn đâu. Chạy mất đôi dép luôn. Mình đang nướng chim. Giỏi mà. Mình đang nướng chim nghe anh em. Đang nướng chim bên kia. Lụm đó. Đây anh em. Ngay đầu anh em ơi. Ê, cắn luôn kìa. Nó đang cắn kìa anh em. Quá đẹp anh em. Cắn nó đi. Đang nướng chim bên kia. Quay lại, hai phát hai con. Đi nè, anh Minh lấy em đôi dép rồi. Về anh em ăn chim anh em ơi. À, đang nướng chim. Má tụi nó chạy mất. Trời mệt. Trời ơi, hai con mệt hả? Con mẹ kêu nãy giờ nè. Mệt vừa vậy. Cầm đi. Đừng ăn đôi dép em mệt quá. Dép em đâu rồi? Còn có một giò nha anh em. Mình bắn quá đỉnh. Anh em qua kênh mình xem miếng pha nha. Anh chiến vô đây thôi. Thôi nha. Lấy vô đây. Đi. Anh em thấy mấy người khổ không? Nhớ đăng ký kênh nha. Minh Minh nè, 2 con quá bự anh em ơi. Giờ bả đi, giờ bả đi đâu nữa? Giờ bả nè. Dòng này chơi cái phóng qua. Cái dòng vậy. Ôi nó mạnh em ơi. Ôi nó bự nè. To lắm. Cái nè, hùng dữ quá. Hàng gì? Hùng dữ rồi anh em ơi. Đó đây. Anh em mình đang nướng chim TV ăn mà. Ôi ơi mày. Nè, chuyện nó nướng chín thế này. Nhưng mà 2 con chim này bây giờ anh em mình ăn luôn em ơi, ăn chuẩn bị về cũng chiều rồi. Cột vợ lại. Ê nó bay đó. Rồi em nắm chắc. Bỏ này xuống đi. Nhìn chim rất là đẹp. Thôi rồi. Dài lắm trời. Rồi giờ sẵn rồi nè chồng. Thôi em ơi để mình rửa chân mình ăn mình về. Mệt quá. Hello anh em. Đi săn ngày rồi. Sao mày nè. Hello anh em. Chính ngày nè. Nè em bắn con nè. Quá ngon rồi, ngày mình ăn luôn hủ tới luôn. À, có bịch xá xíu đó ớt ngon dữ ta. Ừ. Còn anh em thấy hay like và subscribe kênh của mình nha anh em. Đây tàu ca nè. Mời tính nè. Này chị nè. Chị ăn dữ lắm nè mời, nó đói lắm mời. Quá mệt rồi. Men là quay đi. Nhìn tôi hú à. Đúng không? Đang nướng ăn mà bay lại rồi bem luôn trên này nè. Là trong hội con gián hả? Ừ. Mình bắn con này nè. Tôi đứt rồi nè. Thấy không? Rớt. Rồi để cánh bự con này chị. Bỏ chuyện anh quay phim. Kìa chuyện, kìa. Đó, một viên như mình rồi đưa đít kìa. Đó, đít chạy sọc đó, đó em luôn cục đó. Chưa thấy. Gớt ai. À, mình quá hay anh em ơi. Quay lại gớt xuống. Rồi. Đừng bắn ai. Đó. Trời ơi là trời, nó gớt một cái ịt anh em ơi. Làm ra làm em. Trời ơi là trời. À, hay quá anh em ơi. Được con nghe anh em. Anh Minh bắn nghe anh em. Đâu viên đầu tiên vô đâu vậy? Vô trong bụng á. Anh bắn áo hơi nổi. Cái 2 con nữa kìa. Hả, gượt nhau cắn luôn kìa. Đừng con đấy anh em ơi, quá trời mệt rồi. Anh em mình săn về mưa anh em ơi, mưa quá trời mưa rồi, chuyện nó mệt nó ngủ luôn anh em. Này anh Minh đang gọi lại video, mấy anh em mình mưa quá trốn nhà dân luôn. Nãy nướng ăn xong về được mớ chim đó. Sao mà em ơi, đi bắn đi ăn xong rồi bắn được xíu về luôn anh em ơi. Nè chú mưa luôn. Đừng có nhiêu đây nè. Này đem về nhà. Đường cu ba tú anh ba tú gọi kiến với cu à, ba tú chú này về nhà này trời con này là mặt đen nè đen giờ mưa quá trời anh em mình chú đây không biết đường về luôn đợi hết mưa anh em mình về luôn anh em ơi. Rồi tạm biệt anh em luôn anh em ơi, nhớ đăng ký kênh ủng hộ nghe anh em. Anh Hút bự bự không à, má nó cứ ngắt luôn. Rồi tạm biệt anh em.